sữa đậu nành, sữa đậu phộng, các loại cháo dinh dưỡng, sinh tố, rau quả các loại. Có thể nào thực hiện tất cả những thứ bổ dưỡng trên trong cùng một sản phẩm một cách nhanh chóng tiện lợi hay không? Thưa các bạn, tất cả những thức uống bổ dưỡng đều hoàn toàn có thể làm được với chiếc máy xay đậu nành đa năng chống bỏng. DG16B11GVL là một sản phẩm mới nhất của tập đoàn Subo. Sản phẩm này tập hợp được tất cả những ưu điểm của các loại máy xay đậu nành trước đây cùng với những tính năng ưu việt độc đáo rất là riêng biệt khác. Chào em có thể giải thích cho chị và quý vị khán giả hiểu rõ về sản phẩm máy đậu nành đa năng chống bỏng này không em? Dạ được ạ. Với chiếc máy này có thể xay đậu sống, đậu khô mà chị không cần phải ngâm. Thì mình chỉ cần rửa sạch đậu thôi, sau đó chị bỏ vào trong cối này, đổ nước theo lượng quy định. Rồi mình đóng nắp lại, ghim điện, chọn chức năng nấu đậu chưa ngâm. Rồi mình bấm nút start thôi. Thì nó sẽ tự động gia nhiệt trước, có nghĩa là nó sẽ nấu trước. Nấu cho mềm hạt đậu của mình ra rồi, thì nó mới xay qua một lần. Theo như chị được biết á, thì cái máy sữa đậu nành này nè, không có sử dụng lưới lọc. Vậy thì cái phần bã đó mình xử lý như thế nào em? Trong cái chất xơ của cái bã đậu nành đó có rất là nhiều vitamin và chất xơ. Nhưng chất xơ của nó sẽ cung cấp một cái lượng chất khoáng làm cho răng chắc cái xương mình lại. Thứ hai nữa là cái lượng xơ đó nó sẽ làm giảm đi quá trình hấp thu đường vào máu. Cho nên mình sẽ uống luôn xác chứ không cần phải lược lại. Nhưng mà theo ý chị thì chị không muốn uống nguyên bã, chị chỉ thích uống sữa đậu nành không thôi, không cần bã thì mình phải làm sao? Dạ rất đơn giản. Sau khi mình xay xong chị ha, mình để sau một lúc thì lượng bã sẽ được tự động lắng xuống. Việc còn lại của mình là đổ cái nước sữa bên trên ra để uống, như vậy thôi. Chiếc máy này sẽ được đính kèm một cái lưới lược. Dạ, một cái lưới lược. Nếu chúng ta muốn uống lược lại thì mình có thể lọc lại nếu mình muốn qua cái lưới đó. Đây là một cái máy được thiết kế rất đặc biệt. Chúng ta không cần phải canh thời gian, không cần phải chờ đợi. Chị chỉ cần bấm nút một lần, sau đó mình có thể đi uống cà phê hay chị có thể là làm việc nhà. Sau khoảng thời gian 30 phút, sữa chín nó sẽ tự động ngắt điện cho chị. Và trong thời gian nấu đó nó sẽ không bao giờ bị trào ra ngoài. Ở đây mình được thiết kế một cái nút. Nút này gọi là nút cảm biến chống trào. Và khi nấu ở nhiệt độ 100 độ C đó thì cái sữa rất là sôi, bắt buộc cái lượng bọt nó sẽ dâng lên. Và khi lượng bọt đó dâng chạm vào nút cảm biến chống trào này, nó sẽ tự động nhận biết điều đó nhờ vào nhiệt độ và ngắt điện ở phần thanh gia nhiệt. Khiến cho lượng bọt đó sẽ từ từ hạ xuống đến mức ổn định thì sẽ nấu trở lại. Máy xay đậu nành đa năng chống bỏng. Chống bỏng làm sao? Với những chiếc máy thông thường ở bên ngoài bây giờ thì nó chỉ có một lớp thôi. Nhưng với chiếc máy của công ty Subo được thiết kế hai lớp. Lớp nhựa BB bên ngoài là lớp nhựa chịu nhiệt và chịu lực rất là tốt ha. Và ở bên trong đó là một cái lớp inox 304. Chị có thể nhìn thấy bên đây nè. Loại inox này nó sẽ không bị ra ten, cũng không bị rỉ sét. Cho dù chị sử dụng một thời gian lâu đi chăng nữa thì vẫn giữ được độ sáng và độ bóng như vậy. Đặc biệt đó là giữa chính giữa hai lớp này có một khoảng không. Cho nên là khi nhiệt độ bên trong đạt đến nhiệt độ là 100 độ C thì phía bên vỏ nhựa bên ngoài tối đa chỉ khoảng 70 độ C thôi. Tuyệt đối là sẽ không bị bỏng khi mà cối đang xay mà chúng ta lỡ chạm vào. Và khi rớt thì nó cũng sẽ rất là an toàn, không có bị vỡ. Đặc biệt, đậu nành khi kết hợp với vài nguyên liệu khác sẽ tạo thành thức uống nhiều màu sắc và lại càng tăng thêm dinh dưỡng. Thử qua sữa đậu nành trà xanh nhé. Một tách đậu khô hoặc 1,5 đến 2 tách đậu đã ngâm cùng 5 đến 10 gram trà xanh, đã rửa sạch, thêm nước và khởi động máy. Sau ít phút, ta có ngay một ly sữa đậu nành trà xanh thơm ngon, giúp tinh thần sảng khoái, tốt cho các mạch máu, tác dụng giúp giảm cân. Mà sao có chữ đa năng? Đa năng là gì em? Dạ, đa năng ở đây thì như chị thấy ha, trên đây thì mình có tổng cộng là 4 nút nhấn đúng không? Và ở trên đây là mình có 6 cái đèn hiển thị chức năng. Thì chiếc máy này ngoại trừ chức năng xay nấu đậu ngâm, còn có thêm một chức năng nữa đó là xay nấu đậu chưa ngâm. Chức năng thứ ba nữa là chức năng xay nấu cháo cho em bé hoặc thực phẩm dinh dưỡng cho em bé. Với chiếc máy xay đậu nành chống bỏng đa năng của Subo, ta còn có thể nấu được các loại cháo dinh dưỡng với chức năng nấu cháo. Vô cùng phù hợp cho cả người lớn và trẻ em. Cháo thịt gà nấm hương giúp tiêu hóa tốt, hạ huyết áp, tránh còi xương. Cháo bí đỏ giúp tiêu hóa tốt, phòng ung thư. Việc nấu cháo cho bé yêu của bạn giờ đây trở nên rất đơn giản. Không phải đứng canh trong lúc nấu mà chỉ mất từ 15 đến 20 phút mà thôi. Mình có một chức năng đó là chức năng xay ngũ cốc. Dạ, đó. Và mình chức năng nữa là chức năng xay nấu đậu phộng. Với chiếc máy xay nấu đậu nành đa năng chống bỏng này thì mình còn có một tính năng nữa, đó là tính năng xay sinh tố. Còn chần chờ gì nữa, hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số 0839107373 hoặc truy cập www.vvhomeshopping.vn để sở hữu những sản phẩm đa dạng, phong phú và cập nhật những thông tin khuyến mãi thật đặc sắc và hấp dẫn.